Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 19 tháng 5 của Dusavina. Bản tin trưa hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tìm hiểu về công tác quản lý nguyên vật liệu sản xuất tại các nhà máy. Cấp phát miễn phí 400 suất cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Kết quả hai trận đấu mở màn mùa giải cúp bóng đá quốc tế lao động lần thứ tư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, trước tình hình tải trọng công việc tại công ty đang khá cao, đồng nghĩa với số lượng hàng hóa nguyên vật liệu phục vụ cho các dự án cũng đang rất lớn, nên việc quản lý không hề dễ dàng. Sau đây, mời các bạn cùng gặp gỡ nhân viên phụ trách tại các nhà máy để hiểu rõ hơn về điều này. Dạ, xin chào anh Kha. Xin anh cho biết là hiện tại MSF đang sản xuất cho những dự án nào và hàng ngày thì mình xuất vật tư là khối lượng bao nhiêu? Và với số lượng như vậy thì mình làm thế nào để không bị nhầm lẫn khi cấp phát thưa anh? Hiện tại thì MSF đang thực hiện các dự án như Nghi Sơn 2, Saudi Gora, Iuka của Nhật Bản và Offrem của từ Dusan ra Hải Phòng. Thì nhu cầu vật tư thô của MSF hàng ngày thì ước khoảng là 100 tấn. Thì để mà cung ứng vật tư chính xác cho từng dự án thì chúng ta thực hiện quản lý và bằng ERP và quản lý hiện trường. Chất lượng cũng được quản lý theo ERP, ví dụ như là qua khâu receiving inspection, các thông tin về nguồn gốc truy xuất vật tư, hit log cũng được lưu lên ERP. Về hiện trường thì vật tư sẽ lưu theo từng dự án, từng đơn hàng và có sticker nhận dạng. Khi xưởng yêu cầu thì xưởng sẽ làm issue statement, bộ phận cấp vật tư họ sẽ chuẩn bị vật tư tương ứng để cấp cho xưởng. Khi vật tư về xưởng thì có một bộ phận trung gian OC, họ sẽ kiểm tra lại một lần nữa và nếu ok thì họ sẽ xịt màu nhận dạng dự án và cung cấp cho nhôm cát. Thì nhôm cát sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối. Ngoài ra thì sẽ nhận dạng bằng theo quy trình của MA đưa ra, đó là marking số dự án, bản vẽ, kích thước vật tư, loại vật tư và hit log. Thì nếu như chúng ta tuân thủ các quy trình của Dusan thì chắc chắn rằng là sẽ cung ứng vật liệu chính xác cho từng dự án. Thưa quý vị và các bạn, với số lượng vật tư lớn như vậy thì quá trình quản lý sẽ gặp không ít khó khăn và bất cập. Vậy khó khăn đó là như thế nào? Sau đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ anh Nguyễn Tấn Thường, quản lý kho nhà máy Water. Dạ vâng, xin chào anh Thường. Xin anh cho biết là quá trình quản lý kho vật tư bên anh đã gặp những khó khăn như thế nào và hướng khắc phục của bên mình như ra sao ạ? Có những khó khăn như sau. Thì với những cái dự án mà hiện tại mới nhận thì cái yêu cầu và những cái spec của những công cụ thì nó rất là đặc biệt. Thì khi mà nhận được dự án thì bên kho gặp những khó khăn là tìm kiếm những cái trang thiết bị mà để cung cấp cho dự án. Thứ hai nữa là cái việc mà yêu cầu sử dụng của bên sản xuất thì nó không đều, thì dẫn đến là cái việc cung ứng của kho thì vẫn gặp khó khăn. Thứ ba thì bên chủ kho thì cũng đang mong muốn là tìm kiếm những trang thiết bị cũng như là dụng cụ để cung cấp cho sản xuất, mục đích là tăng năng suất, chất lượng và cuối cùng nữa là để giảm được cái công suất manpower cho bên sản xuất. Thì qua những khó khăn như vậy thì bên kho thì làm việc với bên đội MA, hai nữa là cùng làm việc với bên đội FM, MM chẳng hạn, thì để cùng nhau tìm ra những cái trang thiết bị đúng với yêu cầu của dự án, đúng với cái yêu cầu chất lượng cũng như là phục vụ cho sản xuất được chính xác hơn. Thứ hai ấy, thì bên chỗ kho thì cũng liên tục đi tuần tra monitoring đến các xưởng, ngoài ra cũng liên kết đến những công ty ở ngoài như là để tìm kiếm những cái trang thiết bị mới mà phù hợp với cái điều kiện sản xuất của bên nhà xưởng. Thứ ba thì bên chỗ kho liên kết với bên sản xuất để cùng nhau cải tiến những cái trang thiết bị để nâng cao cái tính năng của nó, đồng thời giảm chi phí. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thường vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Xin cảm ơn. Sau
Sau thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 9 tháng 5 vừa qua, chương trình Nồi cháo tình thương đã được hoạt động trở lại và cung cấp 400 suất cháo miễn phí cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình phát cháo tình thương lần thứ hai trong năm 2020 do 10 thành viên nhà máy MHS đảm nhiệm chính cùng bộ phận OC. Để chuẩn bị tốt cho việc phát cháo diễn ra lúc 5 giờ sáng, các tình nguyện viên đã phải có mặt từ rất sớm tại cổng sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chuẩn bị và sắp đặt mọi thứ sẵn sàng. Trời vừa hửng sáng, người thân của các bệnh nhân đã bắt đầu nhận những suất cháo tình thương, đong đầy sự ấm áp của tình người, sự sẻ chia và trên hết là mang đầy đủ chất dinh dưỡng cho một bữa sáng mạnh khỏe. Những suất cháo này không chỉ dành riêng cho các bệnh nhân mà còn cho cả những người thân của họ. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, 400 suất cháo miễn phí đã được cấp phát, góp phần sẻ chia phần nào chi phí ăn uống những ngày họ điều trị tại đây. Kinh phí thực hiện chương trình mỗi đợt ước tính khoảng 4 triệu đồng được trích từ quỹ công đoàn công ty. Dosanvina hiện có hàng loạt các chương trình chăm lo và chia sẻ với cộng đồng trên nhiều lĩnh vực, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và đời sống hàng ngày. Ngoài các chương trình do công ty tổ chức, thì các câu lạc bộ văn hóa thể thao của công ty cũng đã và đang triển khai mạnh mẽ các buổi tình nguyện ý nghĩa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các huyện miền núi. Thưa các bạn, sau hơn 2 tháng tạm dừng, giải cúp bóng đá quốc tế lao động lần thứ tư đã chính thức được khởi động trở lại và mở màn là hai trận đấu hết sức quyết liệt giữa PT gặp Boiler và MHS gặp Desai. Sau đây là diễn biến của hai trận đấu. Mùa giải năm nay có 7 đội bóng tham gia gồm Boiler, MHS, Water, PT, Desai, QC và Menafik thi đấu ở nội dung futsal theo thể thức vòng tròn tính điểm. Các trận đấu được diễn ra vào tối thứ hai và thứ tư hàng tuần. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6. Trong trận đấu khai mạc diễn ra vào tối ngày 11 tháng 5, BT gặp Boiler và đã để lại nhiều cảm xúc với phần rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn, kịch tính. Trong trận đấu này, Ngọc Huy, đội BT đã thể hiện khả năng vượt trội khi lập cú hat-trick đỉnh cao. Mặc dù vậy, Boiler đã không mấy khó khăn để xoay chuyển tình thế khi sở hữu dàn cầu thủ đều và kỹ thuật cao. Ba bàn thắng của Ngọc Huy sau đó đã bị Ngọc Hiệp, Văn Dân và Anh Hùng của Boiler gỡ hòa trong ngạt thở, đưa tỷ số trận đấu về 3 đều cho cả hai đội. Chuyển sang trận đối đầu giữa hai đội MHS gặp Desai. MHS là một đội bóng có thâm niên hơn hẳn Desai, nên không có gì bất ngờ khi liên tiếp dẫn trước 3-0. Các bàn thắng được ghi do công của Thành Vinh, Thanh Việt và Tấn Thuận. Tuy nhiên, với sức trẻ và sự quyết tâm mãnh liệt, các chàng trai Desai đã dốc hết sức lực tấn công, tạo ra nhiều pha nguy hiểm. Nhưng may mắn không mỉm cười với họ, cho đến phút cuối của trận đấu, cầu thủ Trọng Viễn đã có một cú sút tung lưới MHS giúp đội Desai ghi được một bàn thắng duy nhất của trận và đành chấp nhận thua MHS với tỷ số 1-3. Đối với hai trận đấu diễn ra vào ngày 15 tháng 5, cũng đã ghi nhận nhiều thay đổi trong đội hình cũng như đùa trưởng thành của các đội. Đối với trận Menafik gặp Water, với sức trẻ cùng sự nhạy bén đã giúp Menafik chiến thắng Water với tỷ số 5-3 và 4-1, đó là tỷ số cuối cùng của trận QC gặp PT. Bản tin trưa hôm nay của Dosavina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dosavina DVTV V11N35. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những tin tức về Dosavina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Dosavina. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.